Hello, xin chào bạn. Nếu một cây ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn bạn cách đi làm một cái lò sưởi ấm từ lon bia các bạn nhé. Đấy, bây giờ mình sẽ đi làm một cái lò sưởi ấm các bạn. Dầu hoặc cồn hoặc là nến vào là sưởi ấm được thôi các bạn nhá. Đấy, chúng ta sưởi lên đây các bạn. Đây là những khi chúng ta dùng là chúng ta bỏ đồ vào để đốt lên để sưởi ấm xong đậy lại này. Còn trên đây là sưởi các bạn nhá. Luôn hé tắt
cách làm một cái lò sưởi ấm nhá. Video mình đến đây xong. Xin chào tạm biệt các bạn.